Xin chào các bạn, hôm nay gia đình mình đi chơi ở một cái hồ rất là đẹp. Xin mời các bạn xem video để xem cảnh đẹp ở đây và cũng để biết thêm chi tiết nha. Đây là cổng đi vô nè các bạn. Tụi mình tới đây là khoảng 11 giờ. Mình thấy bãi đậu xe ở đây rất là nhỏ và nó sát bên cạnh bãi tắm luôn. Tụi mình tới đây 1 giờ sau giờ mở cửa mà đã có nhiều người ở đây rồi nè các bạn. Bãi tắm này có sẵn những cái ghế gỗ đây rất là đẹp nè các bạn, nhưng mà phải đến sớm nha, nếu không mình đến trễ hết chỗ, hết ghế rồi. Tụi mình tới đây thì mấy cái ghế này ta đã lấy hết rồi, cho nên mình sẽ dựng cái lều ngay đây. Xin giới thiệu với các bạn, đây là bãi tắm của San Gabriel. Hồ này ở đây quá đẹp các bạn ơi, phong cảnh rất là yên tĩnh và thơ mộng nữa. Mình sẽ để địa chỉ ở trong phần mô tả ở dưới video nha. Ở đây bãi cát sạch và nước rất là trong. Hôm nay tụi mình đi nhằm ngày trời đẹp cho nên rất là lý tưởng. Thì mình đi nhằm ngày trong tuần cho nên là không có đông khách lắm. Ở đây cuối tuần rất là đông, đặc biệt vào các ngày trời nóng. Cho nên là nếu các bạn muốn đi cuối tuần thì phải tranh thủ đi sớm nha. Và các bạn có thể check giờ mở cửa ở trên trang web. Tại vì ở đây họ cho số lượng khách vào có giới hạn, cho nên là nếu như đi trễ là không còn chỗ nữa. Mày ra ăn cái gì? Ngon không? Hôm nay là trời nóng cho nên tụi nhà mình đi ra hồ chơi nha các bạn. Thì ở đây lần đầu tụi mình tới đây thấy rất là đẹp và cái nước ở đây rất là trong. Buổi sáng thì mình đến hơi lạnh một chút nhưng mà bây giờ trời nắng lên thì đỡ rồi các bạn. Và ở đây khi mình vào cửa đó mình mua vé mỗi người 10 đồng mua tại chỗ nha. Nhưng mà các bạn phải đi sớm tại vì cái sân đậu xe cũng nhỏ đó và họ cho vô đây cũng số lượng thôi, không có phải là ai vô cũng được, cho nên là các bạn muốn có chỗ thì đi sớm. Và đi sớm thì có mấy cái ghế ngồi rất là lịch sự. Mình đi tới đây có khoảng 11, nó mở 10 giờ, mình tới 11 giờ thì trễ rồi. Và ra vô cửa thì mình mua một cái bên này là 10 đồng đô lớn, còn con nít thì miễn phí. Và các bạn khi đi ở đây các bạn nhớ coi ở trên mạng, tại vì vào những cuối tuần mà lễ đó, mình cuối tháng 7 lễ thì họ sẽ mở sớm hơn, còn ngày thường thì họ sẽ trễ giống như 10 giờ. Như ông xã mình nói, cái tuần lễ ngày lễ là họ mở 8 giờ hay sao, cho nên các bạn đi thì phải coi trên mạng. Và mình thấy ở trên đây nè, có cái chắc cuối tuần họ có bán đồ ăn nữa, thấy có cái xe food truck. Và ở đây nhà vệ sinh, nhà thay đồ đều rất là lịch sự các bạn, tại chắc mình nghĩ chắc là tại phải trả tiền cho nên họ có cái service rất là lịch sự. Và Pila đang ăn cherry. Là đói bụng phải không? Chơi nhiều quá đói bụng. Từ nhà mình lái xe tới đây thì khoảng 1 tiếng rưỡi. Lúc đầu mình cũng hơi lười là tại thấy xa, đây đi xa nhưng mà tới đây thấy nó còn đẹp quá, cho nên không còn công cao. Bây giờ là trưa rồi cho nên khách đến đông hơn rồi nè các bạn. Thì bãi tắm này nó có hai khu, khu bên tay phải và bên tay trái. Thì tụi mình đang ở khu này là khu bên tay trái nè, còn một cái khu nữa bên tay phải. Thì bên tay trái nó đẹp hơn bên tay phải. Phía xa xa đó là bãi tắm bên tay phải đó các bạn. Còn đây là chỗ cho thuê thuyền và các dụng cụ chơi nước. Họ có cho thuê dù, ghế đồ luôn. Mình có để bảng giá trên đây các bạn tham khảo nha. Mình thấy giá cả cũng không có khác mấy so với các công ty ở Montreal. Và cũng ngay phía trên bãi tắm là cái một xe food truck bán đồ ăn. Thì nhân viên ở đây họ nói là thường thường họ mở bán đồ ăn vào thứ năm tới thứ bảy và chủ nhật trong tuần thì họ nghỉ.
Và đây là menu của cái food truck đây. Ngay bãi tắm còn có một căng tin nữa, nhưng mà hôm nay mình đi trong tuần thì họ đóng cửa rồi. Và ở đây có nhiều bàn ghế, các bạn có thể ngồi ăn ở đây và nhìn xuống bãi tắm, nhìn ra bờ hồ rất là đẹp và lãng mạn luôn. Phía trên bãi tắm còn có phòng thay đồ và phòng vệ sinh, và có sân chơi volleyball nữa các bạn. Ở đây thì các bạn có thể nướng thịt. Ngay ở dưới bãi tắm thì họ không có cho làm barbecue, nhưng mà phía trên bờ nè họ có cái bếp sẵn luôn, các bạn chỉ cần mang thịt đến thôi. Đây nè, mình có quay cho các bạn coi. Con của mình vừa tới là xuống chơi nước liền. Buổi sáng thì mình thấy nước hơi lạnh. Đối với mình thì lạnh, nhưng mà đối với mấy đứa con mình thì không có lạnh gì hết, tụi nó chơi suốt luôn. Răng đó hả? Cái răng nó xúc rồi hả? Mình đang có vừa vừa đậu. Được con nghêu hả? Nào cá cây. Wow, tới đây còn bắt nghêu nữa. Nè, thả nó cho nó đi đi. Mimi, Nana làm gì đó? Phía ngay trên bờ nó có một cái cây nước để cho mình tắm hoặc rửa chân trước khi ra xe đi về đây. Và ở đây còn có một cái sân chơi cho các bé nữa đây các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã đi chơi cùng gia đình mình ngày hôm nay nha. Xin hẹn gặp lại các bạn trong video sau.